Trên cái đường đi này, cái lối đi. Ngày 23 tháng 2, kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại các huyện Mang Thít, Long Hồ và thành phố Vĩnh Long, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, lưu ý Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh, tăng cường quản lý, nắm chặt tình hình tư tưởng công dân và gia đình, tổ chức chu đáo lễ tiễn đưa tại các xã, phường, thị trấn và hội trại tổng quân vào ngày 26 tháng 2, đảm bảo không khí vui tươi, lành mạnh, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể, qua đó khích lệ tinh thần công dân hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Theo chỉ tiêu, huyện Mang Thít được giao tuyển chọn và gọi 153 công dân nhập ngũ, huyện Long Hồ 202 công dân, thành phố Vĩnh Long 123 công dân. Thực hiện các bước tuyển quân, cơ quan quân sự, công an, các ban ngành, đoàn thể, phát huy vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền, tổ chức toàn khâu. Theo phương châm, tuyển người nào chắc người đó, nhận được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Kiểm tra địa điểm tổ chức lễ giao nhận quân tại huyện Mang Thít, đồng chí Bùi Văn Nghiêm lưu ý cần thực hiện đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, quân khu chính. Cùng với đó là đảm bảo thật tốt công tác an ninh trật tự, hậu cần để buổi lễ diễn ra thật trang trọng, ý nghĩa. Dịp này, đến thăm gia đình tân binh, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi sức khỏe, tâm tư, nguyện vọng của gia đình và tân binh. Đồng thời, tin tưởng với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, các tân binh sẽ phát huy thật tốt năng lực, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.